Chào các em đến với bài học hôm nay, đó là bài số đo góc. Mục tiêu trọng tâm của bài học hôm nay gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất, đó là đo được một góc cho trước. Thứ hai là so sánh được hai góc. Số 3 là viết về góc nhọn, góc vuông và góc tù. Trước tiên, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. Đó là phần 1, đo góc. A nhỏ là dụng cụ đo góc. Để đo góc thì chúng ta sử dụng cái dụng cụ ta gọi là thước đo góc. Chính là hình ảnh này. Thước đo góc, nó có hình dạng của nó là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau, và nó được ghi từ số 0 cho đến 180 độ. Như trên hình vẽ thì chúng ta có một cái vòng cung từ 0 cho đến 180. Trên đây người ta còn ghi theo hai cái vòng cung, ghi theo hai vòng ngược chiều nhau để nó thuận tiện cho việc đo sau này. Đoạn thẳng mà nối từ vạch số 0 và vạch 180 thì ta gọi là cạnh của thước. Ở đây chúng ta lưu ý cạnh của thước là một cái vạch có màu xanh như thế này, là vị trí này. Tránh chúng ta không được nhầm lẫn cạnh của thước là cái đường viền dưới này là sai. Thầy nhắc lại, cạnh của thước là cái đường màu xanh đi ngang hai cái vạch số 0 và vạch 180. Tâm của thước là chỗ này, nó chính là tâm của nửa hình tròn. Đây ta gọi là tâm của thước. Như vậy khi chúng ta đo góc thì các em lưu ý cho thầy hai cái đặc điểm quan trọng, đó là tâm của thước và cạnh của thước. Về phần đơn vị để chúng ta đo góc thì để đo góc thì đơn vị chúng ta thường dùng đó là đơn vị là độ và ký hiệu của nó. Trong đó chúng ta tìm hiểu thêm một độ. Đây là ký hiệu của một độ. Nó sẽ được bằng 60 phút. Và đây là ký hiệu của phút. Và một phút thì chúng ta sẽ bằng 60 giây. Đây là đơn vị giây. Đó là chúng ta nói về đơn vị khi chúng ta đo góc. Vậy thì chúng ta sử dụng cái thước này để đo góc như thế nào? Chúng ta sẽ xem hình vẽ. Bước 1, chúng ta sẽ đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Và chúng ta xem hình ảnh. Bước 2, chúng ta sẽ đặt cạnh của thước trùng với một cạnh của góc. Ở đây chính là hai cái đường có màu giống nhau như thế này. Chúng ta sẽ xây thước. Đó là bước 2, xây thước sao cho một cạnh của góc trùng với một cạnh của thước và đi qua vạch số 0 như trên hình vẽ. Như vậy thì vạch số 0 ở đây chúng ta sẽ tính theo cái vòng số ở phía trong, bởi vì cạnh của thước trùng với số 0 thì số 0 là ở số ở bên vòng cung bên trong, cho nên chúng ta sử dụng vòng cung bên trong. Cạnh còn lại của góc đó là cạnh OI, nó sẽ trùng với cái số đó là số 60. Vậy thì số đo cạnh còn lại của góc sẽ trùng với một vạch nào đó của thước thì đó chính là số đo của góc đó. Vậy thì chúng ta sẽ thu được kết quả là góc X O Y có số đo là 60 độ. Ngoài cách đo đó, chúng ta cũng có thể đo theo cách thứ hai.
Các em xem hình vẽ. Sau khi đặt thước vào, chúng ta kiểm tra lại hai điều kiện. Thứ nhất là tâm của thước phải trùng với đỉnh của góc. Và một cạnh của góc sẽ đi qua vạch số 0. Và ở đây vạch số 0 chúng ta sử dụng đó là vạch số được ghi ở phía dòng cung bên ngoài, là chỗ này. Như thế thì chúng ta sẽ đi vòng qua bên đây, về bên phải, thì chúng ta thấy cạnh còn lại của góc sẽ đi qua vạch số 60. Vậy thì góc XOY có số đo là 60 độ. Khi đó, chúng ta sẽ có ký hiệu như sau. Góc XOY bằng 60 độ. Hay chúng ta có thể ghi là góc IOX bằng 60 độ. Cách nào cũng được. Tiếp tục, chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ. Hãy đọc số đo góc của các góc sau. Cho biết mỗi góc có mấy số đo và số đo của góc bẹt là bằng bao nhiêu độ. Đối với hình vẽ thứ nhất thì góc U, Y, V sẽ có số đo là 70 độ. Ở hình số 2 là góc T, O, S. Thì ở đây chúng ta thấy cái tia OS nó sẽ nằm khoảng chính giữa của hai giá trị 140 và 150. Vậy thì số đo của góc T, O, S sẽ là 145 độ. Ở hình vẽ thứ 3 thì chúng ta thấy góc B, A, Q là góc bẹt. Và số đo của góc bẹt này sẽ có số đo là 180 độ. Từ ba bài tập này, chúng ta rút ra được một cái nhận xét. Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180 độ. Và số đo của mỗi góc sẽ không được vượt quá 180 độ. Tiếp theo là chấm hỏi số 1. Độ mở của cái kéo và của compa. Ở đây chúng ta sẽ có hai hình và chúng ta dùng thước đo góc để chúng ta đo. Đối với hình 11, số đo của độ mở cái kéo sẽ là 60 độ. Đối với hình 12, độ mở của compa có số đo là 53 độ. Tiếp theo chúng ta sang phần 2, so sánh hai góc. Để so sánh hai góc thì chúng ta sẽ so sánh số đo của hai góc đó. Như vậy trên hình vẽ thì chúng ta có hai góc, đó là góc XOY và góc UIV. Bây giờ chúng ta tiến hành đo hai góc này. Góc thứ nhất là góc XOY có số đo là 35 độ. Góc thứ hai là góc UIV có số đo cũng là 35 độ. Từ kết quả này thì chúng ta thấy số đo của hai góc có giá trị bằng nhau, nên chúng ta kết luận hai góc XOY và góc UIV là hai góc bằng nhau. Từ đây chúng ta đưa ra một kết luận chung: hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Rồi chúng ta có ký hiệu hai góc bằng nhau. Trường hợp thứ hai, chúng ta đo hai góc, đó là góc T, O, S có số đo là 142 độ và góc
B, Y, Q có số đo là 35 độ. Khi đó chúng ta sẽ có được kết luận hai góc không bằng nhau thì góc nào có số đo lớn hơn là góc lớn hơn. Vậy ở đây chúng ta kết luận được là góc S, O, T lớn hơn số đo góc B, Y, Q. Hay chúng ta nói ngược lại, góc B, Y, Q bé hơn góc S, O, T. Tiếp tục chúng ta có chấm hỏi số 2. Ở hình bên, điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem góc BAI và góc IAC có bằng nhau hay không. Như vậy chúng ta sẽ đặt thước đo góc. Chúng ta đo góc đầu tiên, đó là góc BAI, có số đo là 18 độ. Góc thứ hai là góc IAC, có số đo là 45 độ. Từ kết quả đo này, chúng ta có thể khẳng định được rằng góc IAC lớn hơn số đo góc BAI. Tiếp theo chúng ta sang phần 3, đó là góc vuông, góc nhọn, góc tù. Và trên hình vẽ, góc XOY được gọi là góc vuông và số đo của góc vuông sẽ bằng 90 độ và chúng ta ký hiệu là 1V. Ở hình vẽ thứ hai, góc XOY có số đo nhỏ hơn 90 độ nên chúng ta gọi tên nó là góc nhọn. Hình vẽ thứ ba, góc XOY có số đo lớn hơn 90 độ nhưng lại nhỏ hơn góc bẹt nên ta gọi là góc tù. Từ đây chúng ta có bảng tổng hợp các cái góc. Thứ nhất đó là góc vuông. Số đo của góc vuông sẽ có số đo là 90 độ. Góc nhọn có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Góc tù có số đo lớn hơn 90 độ, bé hơn 180 độ. Góc bẹt có số đo bằng 180 độ. Tiếp theo chúng ta có hai bài tập để củng cố lại kiến thức. Bài tập đầu tiên đó là bài tập số 11, trang 79. Nhìn hình 18 và đọc số đo các cái góc XOY, XOZ và góc XOT. Căn cứ vào hình vẽ, chúng ta có được số đo của các góc như sau. Góc XOY có số đo là 50 độ. Góc thứ hai là góc XOZ có số đo là 100 độ. Góc thứ ba là góc XOT có số đo là 130 độ. Bài tập thứ hai là bài tập số 12. Đề bài yêu cầu đo các góc BAC, ABC và góc ACB ở hình 19. Sau đó so sánh các góc ấy với nhau. Vậy việc đầu tiên chúng ta là phải đo được số đo của ba góc như trên. Đầu tiên chúng ta đo góc ABC, số đo thu được là 60 độ. Góc thứ hai là góc ACB, cũng thu được kết quả là 60 độ. Và góc thứ ba là góc BAC, thu được kết quả là 60 độ.
Từ kết quả đo của ba góc thì chúng ta kết luận được kết quả ba góc này có số đo là như nhau. Và chúng ta được kết luận bàn hướng dẫn học ở nhà. Trước tiên chúng ta xem lại kiến thức đã học trong tiết này. Thứ hai là chúng ta sẽ làm bài tập số 13 và bài tập số 15 trong sách giáo khoa ở trang 79 và trang 80. Đối với bài 13 thì chúng ta làm tương tự như bài tập số 12. Chúng ta dùng thước đo góc để đo các cái góc ở hình 20. Bài tập số 15, ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung góc với nhau. Tại những cái thời điểm mà hai kim tạo thành một góc, và chúng ta yêu cầu tìm số đo của góc lúc 2 giờ, lúc 3 giờ, lúc 5 giờ, lúc 6 giờ và lúc 10 giờ. Sau đó chúng ta xem trước cho thầy bài học số 5, đó là bài vẽ góc cho biết số đo. Như vậy là tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các em.